Tôn ơi, nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn bão bùng. Con hữu chi muốn cùng chữ Phật ngày cứu chúng sanh khỏi cuộc can quan. Lòng con cảm đến Phật đã khiến cho thấy được đóa hoa sen này. Lời trong hoa mở khai lúc này, do mười phương thế giới Phật đàn khiến cho hoa ứng lời ra. Trong hoa có Phật, Phật hoa một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cùng Phật đây có khác hay chăng? Đồng tâm đồng một bản năng, cho nên sách diện hình dung cùng đồng. Lấy đây để mà trông thì biết Phật với phàm gia thiệt khác nhau. Phật động tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tướng khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muốn khác, kình trong nhau tạo các cái khổ nạn. Khác hơn Phật ở Niết Bàn, cùng tâm thanh tịnh cùng đạn từ bi. Dắt con đến đây chỉ có biết, ấy muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tịnh mình tâm thần để nghe lời Phật thiệt hơn tỏ bài. Con ơi, khách trần ai đang ngủ ơi, màn vô minh phất phủ say xưa. Ngoài trời ầm ĩ gió mưa, nhà hư sắp đổ mà chưa tỉnh hồn. Cảnh chết ấy Phật không muốn có, nên gọi con để tỏ đây ư. Là người phải biết thương người, con mau lấy dạ bi từ khuyên dân. Trời Tây có vị thần hung ác, sẽ ra tay tận sát nhân gian. Từ người giàu có cao sang, đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là tránh khỏi, tài mây không chống chọi cho quan. Vì thần ấy lúc nổi ra, chúng sanh thế giới ta bà nát tan. Có đức có hào quang bao bọc, thần ác không dám xốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, ấy là tự cứu lấy mình đấy con. Bọn phước đức hơn bọn của quỷ ơi, có tiền dư mở đại cứu dân. Ấy là phép nhiệm che thân, cho ra không mất để dành tiêu tan.
Phật nói xong tay vàng liền chỉ nơi phía tây, liền thấy hiện ra vị thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng thì người nghe liền biến tâm thần, mắt tay đều bị mê lần, đất trời thấy tối ngã lăn chết liền. Dù cho phép thần tiên đi nữa, bị mê rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn thì là có nó nay còn lại đây. Chống được nó ít ai bớ trẻ, ngoài Phật ra mọi kẻ đều thua. Phật thì lấy đức làm vua, xưa nay đức chẳng hề thua phép nào. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép tà không thể cử đương được nào. Đức càng lớn hào quang càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai. Đức là mẹ của muôn loài, đức không tất chẳng có ngày nào an. Chính các Phật mình vàng choi rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức không, không có Phật Đà, đức là nguồn cội của nhà chân tu. Đạo không đức, đạo màu chẳng gọi, đức muốn nên nên mới tu hành. Con ơi muốn đạo quá thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Chính nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là phép tối diệu linh, gọi con đến để trần tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhíu đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bặt mất đi. Cuối đầu tạ đức từ bi, nhiễm màu da chẳng còn nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lớp phàm. Cánh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi ưa tham cảnh nào. Sen giường ấy đèn cao giường ấy, có sức năng hiện thấy mười phương. Trí phàm không thể suy lường, đang cho sanh chúng cũng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy suy nghĩ, sen bỗng nhiên phất phẩy một cành.
Kể rồi tiếng nhạc liền sanh, thần ca một khúc vang lên êm đềm. Rằng con ơi ngày đêm không có, cõi sen này sáng tỏ luôn luôn. Mỗi hoa mỗi cành khác thường, trong hoa có Phật hiện đương tọa thiền. Hoa thọ mạng vô biên vô lượng, lấy kiếp phàm khó tính cho ra. Nhưng hoa chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới sinh. Lấy cặp mắt phàm tình trong mày, không bao giờ được thấy Phật đâu. Tâm thanh con khởi lòng cầu, để mà thấy được cánh màu trong hoa. Khi tai nghe lời ca vừa dứt, cành sen ngân tiếng nhạc cùng ngân. Rồi liền trong phút bỗng dưng mùi hương ngát mũi chưa từng ngửi ra. Cây đỏ một đóa hoa phía hữu, chuyển mình xây mặt ngó vào ta. Thoát như đèn điện bật ra, sáng vô cùng sáng hơn là trời trăng. Trong hoa hiện rõ ràng thế giới, có các lầu cất nối liền nào. Toàn bằng châu ngọc lao lao, trên không lại có tháp cao lưng chừng. Giữa tháp có một vần bạch sắc, trong hào quang có Phật ngồi yên. Phật rằng ở trẻ con duyên, nhưng đâu con được đến miền này đây. Con biết tên cảnh này chẳng nhỉ, chính tên vô sầu mỹ ngọc đài. Những người từ cõi trần ai sanh lên đến được cõi này đều vui. Kìa con xem mọi người tất cả, sắc mặt không có vẻ buồn rầu. Bao nhiêu đài các ngọc lầu tàu, nên bằng các báu châu diệu quyền. Châu báu ấy tự nhiên biến hóa, tùy sở cầu hiển cả mọi nơi. Muốn nghe nghe được đủ lời, muốn ăn chi có đủ mùi vị ngon. Đủ phẩm vật không còn vật thiếu, tuy hộp châu nhỏ xíu chưa đầy. Duyên xưa con đã khéo gây, cho nên mới được chốn này đến nơi. Kìa con thấy chói ngời viên ngọc, đang lòng lạnh ở góc bên kia. Định thần con thấy mỗi tia, mỗi vị Bồ Tát đang chia cứu đời.
ông già vàng ra người tàn tật, ông biến thân ra bậc giàu sang. Ông thì quá kẻ nghèo nàn, ông thì giả dạng làm quan đương quyền. Mỗi ông mỗi có thuyền bát nhã, ngày chỉ đêm bướng bả cứu dân. Biết bao nhiêu cuộc tàu ở tầng, vì câu bắt ai bất cần khổ lao. Chính mắt ta trông vào thấy kỹ, có một ông đang bị cực hình. Mặt luôn đầy vẻ tươi xinh, đớn đau tuy lắm không rên không buồn. Có một ông già cuồng đang chạy, và kêu vang thế giấy sanh linh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sấm nổ vang thanh hải hùng. Sắp đến phút rốt cùng thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mùi. Khổ nhiều hơn sự an vui, không tu khó thoát ra hồi đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố sáng, mặt ta tới như kẻ ăn mày. Vừa xin vừa cúi lại dài xin cô với bác ra tay giúp giùm. Tuy thân phận bằng cùng rách rã, cũng là người như cả mọi người. Xin thương chớ già ngạo cười, tiền nay giúp một lời mời trả sao. Nhân loại sắp bước vào quả nàng, vật quỷ chi cùng tán ra trò. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác thì cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nghĩa, có phước dư sao sẽ khỏi nàng. Cuối xin cô bác sớm làng, đồng xu chén gạo xin ban bố dùm. Miệng vừa nói mà lưng vừa cúi, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kể nghe cô tiếng Phật Đà rằng, con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, cho rằng phường lười biếng ăn mày. Nào dè là Phật vị lai, vì cậu bi mẫn ngồi ngoài chợ đông. Kẻ nào thì một đồng một cách, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ lầm nhiều chất giường non, người không lầm thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay ngó thẳng bên kia. Đồng trong ánh ngọc một tia, có vị Bồ Tát đang lê gót trần. Qua làm một
vị quan liêm trực, thêm đầy lòng nhân đức yêu dân. Sĩ binh hộ vệ bất cần, một mình đi lại xa gần xét xem. Thương dân thế anh em ruột thịt, vua giúp dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng bán cho kẻ thiếu điều cài canh. Rách cho mặt được lành thân thể, đói cho ăn để khỏe mạnh lên. Chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyến khích theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân. Khiến cho già trẻ xa gần thái đều biết cảm minh ân rất nhiều. Liền nghe tiếng Phật kêu ta nói, ấy là ông Di Lợi độ sanh. Mượn cơ giúp đỡ nó lành, để lần dắt chúng tu hành đấy con. Bồ Tát ngay đức tròn hạnh mạng, ngài gần đây chứng đặng Như Lai. Hiện giờ ở chốn trần ai, có nhiều Bồ Tát như vậy lắm con. Phật nói rồi ta liền cúi bái, rằng cảm ơn Phật giải tận tường. Nếu quan ở cõi trần dương, như Bồ Tát ấy biết thương dân lành. Dân chẳng có một ai hận oan, nước càng ngày giàu mạnh vững an. Không sanh ra cuộc rối loạn khắp đâu, đều cũng lặng an như tờ. Phật rằng nếu biết lo thế ấy, thì cõi trần cả thải hiền hoàng. Đau binh cũng chẳng sanh ra, và ngày tận diệt lại là cũng không. Nhưng tiếc thay một ông hành thiền, còn chính người theo chuyện bất lương. Thế nên không ngớt thê lương cạnh tranh nhau mãi ở trên đường lợi danh. Tội lỗi chất muôn thành đầy ngập, khi ác sùng lên khắp trời xanh. Ngàn muôn dữ chỉ một lành nghiệp, kia sắp đến phạt hành gớm ghê. Nếu sanh chung giấc mê tình được, và âu lo trường phước cho nhiều. Dù chưa có cuộc tàn tiêu, xác hồn kia được Phật theo hộ trì. Đủ phép nhiệm cứu khi lâm nạn, lòng muốn chi sẽ đặng có ngay. Con ơi lời Phật không sai, nên khuyên khắp chúng trần ai thức lòng. Phật liền ngước mắt trong một cái,
sức lẻ làng mắt nháy còn thua. Hiện ra một hộp ngọc to, rồi trong ngọc ấy chiếu ra cõi trần. Mây gió cuộn nước dâng linh lãng, mù mịt trong hình dáng mờ mờ. Thấy như bèo nổi lờ đờ, hải hùng không thể ai ngờ cho ra. Trên thây ấy yêu ma đạp dẫm, thây lóa lồ càng ngâm càng ghê. Lúc nào đẹp đẽ giường quê, bây giờ xấu xí hơn về rác trôi. Mây dù mấy khi người trông thấy, cũng chán ngay hết lấy làm mê. Tự lòng ta thấy ủ ê, buồn sao cảnh quá ê chề nhớp nhơ. Cảnh chết ấy thật chưa từng thấy, chết như vậy thế giấy còn chi. Tự nhiên nước mắt lâm ly, rồi liền nghe Đức Từ Bi gọi rằng: Con ơi, thầy trôi lặng thế đó, toàn là người không có thiện tâm. Tự làm thì phải tự cam, Phật thương nhưng cũng không làm sao hơn. Nghe Phật nói khiến lòng thêm nào, đành rằng do nghiệp tạo sanh ra. Thẳng như cứu được người ta, cứu ngài không lửa ấy là nghiệp chi. Từ bi vẫn từ bi tất cả, hễ xót thương luôn giả xót thương. Không nhờ Đức Phật yêu đương, cõi trần tiêu lẻ hơn sương gặp trời. Phật rằng: Ở con ơi xét kỳ, Phật thương hơn ý nghĩ con thương. Nhưng người ăn ở bất lương, dù thương cách mấy không phương cứu rồi. Đều kiêng mát thấy trời sầm tôi, không lột sao nhận nỗi trời trong. Con ơi kiến nọ lột xong, nghiệp không thì quả sẽ không tức thì. Công lý chẳng riêng vì ai cả, tội thì hành phước sẽ thương ban. Cứ làm mãi việc ác gian, ác gian ấy sẽ lôi mang quả vào. Vạn sự chẳng ngoài câu nhân quả, ăn vào thì nó giả chẳng không. Ráng làm cho chúng cảm thông, luật nhân quả rất kỳ bình công vô cùng. Riêng con khá nên dùng nhân lực, lướt trong gai tỉnh thức nhân sanh. Khiến người trở tánh hiền lành ấy, là biết cứu phàm tình đây con. Nghe lời Phật lòng son thêm tòa,
có cảm thì tất có ứng ngay. Giống nào trái nay chẳng sai, tự nhiên định luật xưa nay không lầm. Thật đúng phép thầm thầm di diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cũng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiệm màu sau trước nhiệm màu, mỗi manh biết được đuôi đầu sẽ thông. Khuyên sanh chung để lầm xét kỳ, chọn lấy câu chân lý làm theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn keo nghiệm rành. Rồi tự lực thiệt hành chánh đạo, khó ngàn muôn chớ não tâm linh. Luôn gìn vẹn đức y kiên trinh, không nên Phật thánh cũng thành tiên nhân. Đời có phải là hơn mọi kẻ, đáng kính yêu đáng lẽ tôn sùng. Khuyên người suy xét cản cùng, để lo cho khỏi lụy chung kiếp tàn. Dựa theo những lời vàng Phật bảo, cõi trần là quyển áo sắp tiêu. Khác nào nhà dột cột siêu, gặp cơn bão tố giấy nào đứng an. Cuộc sập đổ tiêu tan khó tranh, ở trẻ già hãy lánh cho mau. Chẳng chờ khi gió thổi vào, mạng căn kia khó giữ sao cho còn. Trong lòng ta vừa đang nghĩ thế, viên ngọc kia vừa kể chiếu ra. Một ông đầu bạc túi già, dùng nghĩ đoan chánh đang ra tay chèo. Gặp phải lúc ngược chiều nước đổ, ông chèo nhiều thuyền nó ít đi. Tay chèo miệng lại ngâm thi, thi rằng hoàng vũ nhất kỳ khải an. Kẻ hữu duyên có thoảng đại độ, mau xuống đi tìm chỗ lạc nhàn. Đó này chẳng ngại biển gian, sẽ đưa rước khách ngồi an tới bờ. Lão từ trước tới giờ cầm lái, chẳng lần nào đi sai hướng phương. Khách già trẻ chứ ngại đường, muốn đi tới chỗ hải bương xuống đò. Ông vừa ngâm vừa lo chèo tới, khách trên bờ ít gọi đến ông. Phật rằng con có biết không, lão đò ấy hiện còn trong cõi trần. Một Bồ Tát hóa thân đây nhỉ, con để tâm suy nghĩ sẽ tường. Nếu như có khách trần dương gọi ông sẽ đưa đường cho ngay.
Phật nói rồi vẫy tay một cái, thuyền hóa ra thế giới cực minh. Cảnh vui nhà cửa rất xinh, người nào đều cũng dáng hình nghiêm trang. Do cặp mắt làm tan bóng tôi, không trời trắng vẫn rọi sáng trưng. Mỗi người dưới mỗi bàn chân có hoa sen đỡ đi rừng tự nhiên. Phật rằng cảnh trong thuyền đây nhì, bước xuống đi sẽ thấy ngay liền. Trên đời ít kẻ hữu duyên, cho nên người được xuống thuyền mấy ai. Ta càng xem càng say mất mát, cảnh chưa từng để mắt trông vào. Kinh thay phép Phật rất cao, những điều biến quá trần nào nghĩ ra. Ước gì cảnh của ta xem đây, khắp người đời cũng thấy như ta. Cõi trần dù lắm mê xa, cũng là dứt bỏ để mà lo tu. Phật rằng sâu sâu nào cũng sâu, quá rộng hay không quá tại mình. Nước kia chẳng chịu lặng bình, trăng dù có chiếu qua khó nhìn lắm con. Quy qua thay Phật ngôn vừa bảo, cảnh màu do tâm tạo mà ra. Nếu đồng tâm với Phật đà, tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay. Suy nghĩ thế lòng đây phơi phờ, tu thì thành chẳng thở nào không. Nguyện đi kêu khắp đại đồng, cho người trong cõi trần hồng gắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đội ơn của Đức Đại Từ. Phật liền nhích miệng mỉm cười, thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép nhiệm, tai liền nghe có tiếng lá rung. Nhìn ra lá dưới cành hoa, chuyển lai dài bằng rồi ra ngưng liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên lá ấy, lá không chìm vẫn thấy tự nhiên. Vị nào cũng rất trang nghiêm, đồng thanh cất dòng ngâm lên lời màu. Rằng nước vốn nguồn sâu bán bùa, Phật do tâm mà có danh ngôn. Thấy tâm thấy được thế tôn, bỏ tâm tìm Phật luôn công tu hành. Đang lắng nghe tiếng ngâm vừa dứt, bóng các ngài liền khuất ngay đi. Thật là Phật pháp bí kỳ, lời vàng trong lá dễ gì moi ra. Chân lý thay lời ca mới này, nguyện truyền ra cả thái người nghe.
Chừng nào dân chúng hết mê thì đây mới chịu ngưng bài nhủ khuyên. Xưa nay dùng đạo duyên đã thâm, giờ được thêm phép nhiệm ban vào, khiến thêm sắc ngọc sẫm màu, đường tu càng mến tả sao cho cùng. Riêng phần đành giấy dùng khỏi khổ, còn muốn cho khắp chỗ ly nàng, làm y theo những lời vàng đạo màu, gieo khắp nhân gian mới vừa. Cài đăng mây cũng cho thường sự, miệng làm sao dân thứ hiền lành, ấm no trong cuộc sống sanh, hảo hòa khắp cả dân tình đó đây. Hiện tại chẳng ai gây thù hận, vì lại không vướng bận khổ sầu. Khắp dân thế giới năm châu, nắm tay nhau lại giữ câu hòa bình. Biển cõi thế trở thành cõi Phật, đổi hung đồ ra được hiền nhân, là ngài nhân loại quý nguân, ta bà thế giới hết còn khổ lao. Điều này ta ngày nào cũng ước, khát khao hơn khát nước nữa ư. Lòng luôn khân đức đại từ, giúp cho ta sớm được như nguyện này. Hôm nay được tới đây cõi là, càng khiến cho lòng dạ thêm nông. Cúi đầu bái tạ Thế Tôn, giúp cho thế giới càng khôn như vậy. Khắp Nam Bắc hết gây khói lửa, cả Đông Tây cũng bỏ đau binh. Ở ăn theo tánh trời sinh, háu sanh chớ chẳng chút tình sát ai. Mắt thấy sự gỗ gai bắt chàng, tai nghe điều thù oán thêm nhòm. Tranh nhau từ miệng cá cơm, nở đem tình nghĩa vui chốn bụng lầy. Dù học thức đông tây mấy bậc, vì lợi danh đành dứt nghĩa nhân. Sanh loài cầm thú ngang phân, đâu còn giá trị là nhân loại gì. Nghe tiếng súng ầm ĩ đưa lại, như cầm dùi soi quái trong tim. Xét rằng từ cổ chí kim, vì tình quốc gia vì tiền giết nhau. Rốt cuộc lại người nào cũng chết, uổng mưu gian uổng giết lẫn nhau. Ô danh trọng tội mang vào, thúi tràn muốn dẫm thơm nào mấy ly. Và lại cũng tại vì nghiệp ác, linh hồn kia khi thác đi rồi, sáu đường cứ mãi lăn trôi, chịu điều sinh tử luân hồi thiết tha. Khổ vì thảm kể ra sao hết, sống chưa chi kê chết tới nơi.
ngăn thay số mạng người đời. Cũng nên xét kỹ để hồi tâm tu. Ta đang đứng gật gù suy nghiệm, trong tâm liền khởi niệm như vậy: A-di-đà Phật phương Tây, hiển linh xin hiện chúng này cho xem. Giải cách nào ngày đêm trì niệm, để có mau kiến diễn được ngài. Hồng trần già trẻ gây trai, như mù lại gặp phải ngày tối tâm. Không Phật chỉ khó làm cho trung, chê thuốc sai ác bệnh không lành. Con đường tịnh độ vãng sanh, cuối sinh Đức Phật mở tình dạy cho. Trong tâm vừa dấy ra như thế, thì ngọn đèn về phía phương Tây. A-di-đà Phật hiện ngay, hào quang ở giữa lông mày chiếu ra. Rằng ở cõi ta bà sanh chung, có người nào lầm muốn gặp ta. Phải như con hiu nhớ cha, dù chưa cách trở bao xa cũng về. Niệm Di Đà không hề để ngớt, cả sáu căn cùng một niệm nhau. Tất là đàn chỉ bất lao, Tây phương đến được chứ nào khó chi. Dứt sạch niệm mê si tức giác, cùng ngõ nhau hay mặt hòa nhau. Nếu còn tâm vọng trần lao, dù cho niệm Phật cách nào không linh. Lời này con khá in trong tri, để truyền cho cản kỳ người tu. Chúng sanh đâu phải là mù, chỉ là mắt bệnh mộng du tại trần. Sẽ tỉnh được chứ không mấy mày, con khéo lời chỉ dạy người ta. Một người giúp được tỉnh ra, đức kia to lớn khó mà lường đo. Ta cúi đầu liền thưa Đức Phật, xin chạm ghi ân đức đại từ. Dạy cho rõ phép thật hư, sẽ là giúp được nhiều người thành công. Cúi xin Phật nhủ lòng chỉ dạy, hiện ở nơi thế giới ta bàn. Tại sao khắp cả gần xa, chúng sanh thường niệm Di Đà nhiều hơn? Phật rằng có tám muôn dư pháp, pháp Di Đà rất hạp hạ căn. Dễ tu dễ nhớ dễ hành, cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều. Cũng là điềm tàn tiêu cõi hà, duyên ta cùng tất cả chúng mùi. Đất trời đến lúc tối thui, thì ta ứng hiện đôi người thành tâm. Hào quang ta sẽ làm hết khổ. Khi người nào được
có chiếu vào. Mẹ thương con đỏ thế nào, Phật thương sanh chúng cũng vào thế ni. Thương đến đổi quên đi mạng sống, gánh khổ cho sanh chúng từ lâu. Con ơi nên được đạo màu, lòng từ bi phải rộng sâu vô cùng. Món yêu đương cũng không tiếc kể, đem bán cho những kẻ khát khao. Chúng sanh nơi cõi trần lao, tâm lòng này biết chừng nào hiểu ra. Phật thấy chúng ta bà đang khổ, khó ngồi yên tĩnh độ ở con. Quá thần đến đội gót mòn đỏ đầy đi khắp, chẳng còn chỗ không. Tìm kiếm kẻ lầm mong nhớ Phật, đem về nơi lạc quốc ở chung. Kìa con để mắt xem cùng, hóa thân của Phật khắp trong cõi phàm. Khi hoa nữ hoa nam đủ hàng, cứu chúng sanh không chán phúc nào. Lòng thương chẳng chút y mòn hao, xưa nay vẫn một sắc màu từ bi. Gặp tai khổ như khi bình sự, lòng thương yêu dân thư không phai. Không riêng Phật ở phương Tây, Phật nào cũng vẫn ra tay cứu đời. Ngoài ta bà còn nơi khác nữa, cùng chúng sanh đau khổ như nhau. Cứu luôn không bỏ người nào, nếu là tưởng Phật nếu trao tâm lành. Phật nói xong rồi nhìn ngoái lại, liền hiện ra thế giới lạc ban. Biết bao nhiêu đóa hoa vàng, chỉ trong một khắc nở ngàn muôn bông. Phật rằng con hãy trông như thế, mỗi bông là mỗi kẻ siêu thăng. Nhưng mà kẻ đọa trần gian nhiều hơn số kẻ siêu thăng cõi này. Nên lòng Phật chưa khuây khỏa được, lo lắng luôn không ngất ở con. Chừng nào kẻ khổ hết còn, thì là Phật mới niết bàn ngồi yên. Cảm lời Phật ta liền rơi lụy, rồi cúi đầu tỏ ý biết ơn. Lòng nhân trên hết lòng nhân, đang làm cha mẹ cõi trần chúng sanh. Một mùi hương thơm lành ngát mùi, ngước đầu lên còn dõi hào quang. Lẫn cùng tiếng nhạc trỗi vang, còn thân Phật đã ẩn tàng mất đi. Thật phép nhiệm khó suy nghĩ kịp, mi đang kinh thai các đức từ bi. Chúng sanh lòng muôn những gì, hiểu ngay liền khéo tùy nghi giúp dùm. Ta đang còn bận trong ý nghĩ, rằng ước gì Phật chỉ thời cơ.
để cho những kẻ còn ngờ trở nên tin để kịp giờ hoàng thiên. Ta vừa nghĩ thì liền theo đó, trong ngọn đèn linh nọ hực ra một hào quang chói sáng lòa. Trong hào quang có một tòa liên hoa, vừa có vị Phật đã ngồi ngự, nơi ngực bài lỗ chữ vạn ra. Mỗi nơi gốc mỗi Phật đà, hào quang muôn sắc thật là đẹp xinh. Phật vừa cười vừa lên tiếng nhạc, trong nhạc nghe rào rác lời ca rằng: con ơi cõi Phật đà, phàm nhân mấy kẻ được mà thấy đâu. Không phải riêng con cầu mà được, vốn là duyên thuở trước khéo gây. Thương con lao khổ giấy đầy, vì nói gương Phật chúng này mà ra. Con vừa gặp Di Đà khi này, phước lớn hơn tứ hải ở con. Truyền ngôn con khá lo tròn, ngày gần Phật sẽ cùng con một vườn. Con ơi vì tình thương của Phật khác hơn tình nhân vật ở con. Thương không muốn chúng hao mòn, thương làm cho khắp người còn sống luôn. Không ở trần về nương cõi Phật, chẳng tự sanh bệnh tật đeo mang. Ngọn đèn trên cánh sen vàng, người thường nơi cõi thế gian khó nhìn. Lành thay con hữu tình với Phật, giờ phút này mới được thấy ư. Con đừng tưởng việc quyền hư, đây là sự thật chớ ngờ ở con. Kìa nơi góc lầu son bên cạnh, con thử xem thấy cảnh trần ai. Trên giường kia cái hình hài, đang nằm như thế khúc cây bất thần. Chính là cái xác trần con đây, con thử xem sẽ thấy ra sao. Một khi hơi thở không vào, xác kia trở cứng khác nào khúc cây. Rồi sình lên thủy khai hết cày, ra tan ra khác thể bụng lầy. Hồng trần bất luận là ai, xác thân đều phải như vậy ở con. Thế mà chúng sanh còn mến tục, mi tạo tác ra nhiều việc tội tình, làm cho thêm nghiệp tử sinh. Mười phương chư Phật càng nhìn càng đau. Bên góc kia con nhìn vào thử, cõi Phật đà đủ thứ xinh tươi. Cả ai đều cũng vui cười, buồn rầu lao lý một người cũng không. Nếu muốn chỉ tùy lòng có nấy, dù việc chỉ chẳng trái tâm nguyện. Nếu người ở cõi trần duyên, được về đây sẽ hết phiền hết lao. Nhưng ít kẻ tin vào nơi đây, thật đáng làm thương hại ở con.
Dù chưa lặn biển trèo non, chân linh con chẳng hao mòn chút nào. Càng lao khổ càng cao công đức, như tường dài thêm chất đá trong. Chỉ là đáng sự an lòng, chứ không đáng để ngay phòng sợ lo. Con khá nên khuyên cho đời biết, khổ dù bao không thiệt chớ lo. Trồng hoa, hoa sẽ trổ cho, lòng nguyện sẽ được chớ lo mất phần. Phật là kẻ thoát trần đã hẳn, lời nói chia cũng chẳng hề sai. Con ơi kha biết Như Lai, vì dân đủ cách đi đổi thay dạng hình. Hôm nay cũng vì tình con trẻ, Phật hiện bài mọi lẽ con xem. Ai trong cùng bắt muốn thèm, nhưng mà những kẻ được xem không hiền. Mười phần lòng bận theo cõi tục, mới tin Phật trời một chút cũng không. Lòng thương của Phật tràn đồng, đối cùng hàng ấy cũng không cứu rồi. Nhưng Phật chẳng trách người nào cả, đối với ai cũng già yêu thương. Từ bi luôn mở rộng đường, chừng nào hết kiếp vô thường mới thôi. Đạo khi ngộ con ngồi bao quy, đâu cùng là chân lý ở con. Khi xem mây giang chót non, lúc nhìn sóng vỗ đậu còn lâu nhô. Nơi nào cũng có cơ bí nhiệm, mi không vật chỉ mơ quyền được lòng. Con ơi hay chữ có không, tìm ra cho được nguyên tâm mới là. Trong tiếng nhạc ứng ra lời nói, tuy không mà há gọi rằng không. Phật đâu lại ở trong bông, bông sao lại mọc đèn trong thế này. Ngoài ý khách trần ai suy lường, về mấy ai nghĩ tưởng cho ra. Duyên lành ở một kỳ ba, sẽ còn lắm kẻ thấy hoa này nhiều. Con ráng giả uống chiều thế cuộc, truyền việc này khắp nước dân nghe. Ngõ hầu sớm tình giấc mê, để cùng các Phật quy tài nơi đây. Nhạc lần tiếng ca này vừa dứt, một vừng mây lũ lượt bay qua. Phật ngài liền chỉ tay ra, mây kia dừng lại hóa ra địa cầu. Đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược, làm cỏ cây nhân vật ngửa nghiêng. Biển sông mà qua đất liền lại qua ra miền biển sông. Các phương hướng lạnh nồng đổi khác, khí hậu nơi Nam Bắc đều sai. Nhìn xem vạn vật muôn loài do, nơi cuộc đổi thay này nát tan. Trong thấy cảnh điêu tàn sơ xác, ruột rà đau nước mắt nhỏ xa.
Phật rằng ở trẻ ta bà cõi trần cảnh ấy xảy ra nhiều lần. Mỗi một kỳ thai nhân đổi vật là mỗi lần quá đất lộn quay. Vô thường kiếp tam trần ai hiệp tan tan hiệp như mây khác nào. Con có thấy ai đâu trường cửu không vật chỉ cố trụ được ư? Hoàn toàn là cõi quyển hư đáng thương cho kiếp con người dường bao. Luôn công người kế mưu đủ lè không việc nào dành để cho lâu. Thân tàn vật cũng quá sâu hữu hình tất hoại là câu nói thường. Cõi Phật ráng vẹt đường đi tới, thân không tàn vật mới trường miên. Hỡi này ở trẻ con duyên, Phật đài bất lạc đâu khuyên tu hành. Mắt đã thấy hết sanh ngờ vực, con được xem cõi Phật rõ ràng. Ráng khuyên lại kẻ thế gian, lo tu chớ già mơ màng nữa chi. Ngày gần đây năm châu thế giới, như địa cầu vừa mới thấy kia. Thấy trôi máu chảy đầm đìa nạn trời ách nước khó bề tránh qua. Việc chẳng hề Phật đà không bảo nói ra đây vì đạo thương dân. Phật không dối gạt hồng trần, những điều Phật nói chẳng lầm đâu con. Phật không những cứu hồn khỏi đoạn, cứu luôn thân khỏi quả trần gian. Từ bi chủ xứng hai đàn sống lành thân thể thác an liên đài. Phật nói xong rồi tay liền dậy qua đất kia trở lại thành mây. Dần dần từ ấy cứ bay, Phật rằng con hỡi thấy đây chẳng là. Chỉ trong một phút qua rồi mất, cõi trần gian nhân vật thế ni. Con ơi đang quý yêu gì nở đi dành vực hải thì lẫn nhau. Mọi vật tạm kiếp mau như chớp nên giúp nhau thêm phúc lâu dài. Chớ vì tình, chớ vì tài dẫn nhau đến chỗ nạn tai âu sầu. Trên cùng dưới lấy câu hòa hảo, giúp đỡ nhau manh áo bát cơm. Muốn cho được có tiếng thơm, xem điều nhân nghĩa trên hơn bạc tiền. Trọng đạo cả hơn riêng ái dục, chẳng riêng lo hạnh phúc một mình. Những điều lợi ích nhân sinh lớn lao mày cũng hy sinh không cần. Con ơi muốn
Phật thần nên được tấm lòng này làm trước ở con. Việc người cư xử không tròn thì là việc Phật chẳng còn nên đâu. Đạo không đời đạo nào có lập, mi thành Phật do tôi tập trong nhân. Bỗng nhiên nên được Phật thần, Phật thần ấy cũng chẳng cần làm chi. Thật bác ai danh gì cũng mặc, chỉ biết điều cứu vật độ nhân. Đó là mới thật lý chân, mới là đúng nghĩa Phật thần ở con. Thương người đến mất còn chẳng kể, người tu hành như thế mới nên. Điều này ở trẻ chớ quên, bốn ơn trọng đại mới đền đáp xong. Hành đạo giúp được lòng vĩ ngã, tức là chân đạo quả nên ngay. Con ơi lòng mến trần ai, thương tình không thể một mấy ngày dứt xong. Việc khó mấy cố công làm mãi, cũng sẽ nên không sai đâu con. Con ơi ráng giữ cho tròn tu, cho mình lại phải còn tu nhân. Đường Phật Pháp kêu sơn gắn chặt, phải anh hùng thắng giặc trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay, chứ để làm dây dưa. Việc đáng chừa cố chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ơi kẻ ở trần ai, tình cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bề, ngôi xưa vị cũ khó về ở con. Khả khuyên người lòng son một sắc, trước sau lòng theo Phật không phai. Được vậy cùng Phật Như Lai, Niết Bàn sẽ có một ngày ngồi chung. Phật nói xong liền dùng tay áo, liền hiện ra chiếc bảo linh kiều. Từ nơi thế giới tàn tiêu, bắt ngàn qua cõi bất diêu Phật đài. Trên cầu có nhiều người nhẹ bước, mỗi người đều mỗi phước thần trì. Mặt mày đầy vẻ uy nghi, bên kia cầu có từ bi đứng chờ. Trong lúc ấy bên bờ mây khổ, biết bao người đang bỏ thay thi. Kẻ vì ẩu tả chết đi, người vì bom đạn xác thi tan tành.
lại có kẻ đang rên kêu khóc, bị gươm đau đâm thọc vào thây. Có người cha mẹ lạc loài chạy quơ tìm kiếm, mắt đầy lệ rơi. Vợ xa chồng kêu trời vang dội, mẹ mất con đến đổi cuồng điên. Âu sầu cánh vật điền viên, nơi nào cũng thấy thảm phiền héo vốn. Qua đau đớn không còn nhìn nổi, ta nhắm liền mắt lại rồi than. Như vậy hết cõi trần gian, làm sao đến đổi điêu tàn thế ni. Kẻ trên cầu việc chi cũng chẳng thương, người đang lội lặng bên kia. Ước gì được có sức chia cho người đáng khổ bất bề lao đao. Phật rằng con nghĩ sao việc ấy, kẻ khổ kia tự lấy mà ra. Vì làm lắm việc gian tà, nên ngày chúng cuộc mới là thế này. Phật biết trước lắm khi dạy bảo ơi, mà chẳng nghe cứ tạo ác luôn. Phật nào phải chẳng yêu thương, nhưng người như thế hết đường cứu an. Hôm nay Phật quá quan chỉ cảnh ơi, cùng vì thương ba tánh đây ư. Để cho con thấy cõi người, hầu truyền cho chúng tịnh hồi lo tu. Lần này chẳng quay đầu hướng thiền, xác hồn đành tiêu biến biết sao. Điều này con nhớ ghi vào, dục cho ba tánh khá mau tu hiền. Gần đến cuộc biến thiên ở trẻ, như vừa qua mọi lẽ con xem. Nếu không rửa bỏ luốc lem, con ơi đến việc khó tìm ngõ xanh. Phật dạy con ngọn ngành hiểu rõ, để cho con bày tỏ người nghe. Bí quyền không có đầy che, tại vì sanh chúng còn mê khó tường. Đây Phật sẽ chỉ đường siêu việt, tức là con hơn thiệt sẽ rành. Con nhìn ngay đóa hoa xanh, tự nhiên sẽ thấy dữ lành ra sao. Ngõ theo Phật thì vào bên cạnh, một hoa sen long lánh màu xanh. Thoát nhiên bực sang trong lành, có rừng dơi có thị thành hiện ra. Trong rừng có hằng hà thú dữ, tranh đấu nhau hầm hử rợn người. Dọc ngang ở dưới gầm trời, đùa nhau ăn sống nuốt tươi mỗi ngày.
chiếu nắng đọa mưa đầy đủ cách, bị kẻ dây người bắt liền khi. Khổ đau không thiếu món gì, sống đời dơ uế ngu si thấp hèn. Trong khi đó phía bên thành thì loài người đang quê mỹ sống sanh. Có nhà cửa có cung thành, xe tàu bãi chạy lưu hành tự do. Có đủ cách làm cho thỏa dục, ở đâu cũng đều đầy mục ăn chơi. Nhìn qua ở khắp mọi nơi, rượu chè mèo mỡ ít người nào không. Phật rằng khi con trông vào đây, giữa hai bên nhận lấy bên nào. Ta chưa kịp đáp làm sao, Phật liền tiếp nói thao thao như vậy. Con ơi, cả bên này bên nọ, chớ chấp tâm lấy bỏ bên nào. Vì rằng hai cảnh khác nhau, nhưng tình vẫn một khổ lao đọa đài. Người mà thú nào ai có biết, thú mà người là việc đâu không. Khác điều đổi mũ mang lông, ác hung vô đạo ở nơi lòng giống nhau. Vật nào cũng như bào như ảnh, gọi sướng vui nào thành thời đâu. Lòng luôn có sự ưu sầu, đời thường gặp việc khổ đau ít nhiều. Người hay thu xét theo trình độ, chớ nên xem ở chỗ xác thân. Thú người đều cũng xác trần, cũng sanh đẻ, cũng uống ăn một tuần. Thân tư đại vẫn luôn thế cả, có chi đâu làm thỏa ở con. Làm sao cho khỏi tiêu mòn, sống đời an lạc trường tồn mới ngoan. Vậy con hãy nhìn xem bên cạnh, đóa sen vàng đang ánh bên kia. Tất đâu là chỗ đáng mê, đâu là đáng chán mọi bề sẽ thông. Nghe lời Phật ta trong bên ấy, một cánh màu chưa thấy bao giờ. Dưới tàn một gốc cây to, mỗi vị Phật ngự trên tòa liên quan. Trước mắt có hằng hà tiên giới, đứng hầu nghe Phật nói pháp màu. Các tiên y phục khác nhau, mỗi vị đều có mỗi hào quang riêng. Lời hán hỏi dịu mềm tao nhã, mặt vui tươi đẹp đẽ khác thường. Mỗi vị mỗi nực mùi hương, qua trên cõi tục phải nhường mấy mươi.
cảnh trang nghiêm màu trời mát mẻ, thêm có luồng gió nhẹ thổi qua. Trên tàn cây chỗ Phật đà, nhạc từ mỗi lá rung ra dịu dàng. Nhạc với tiếng Phật đang thuyết pháp, màu nhiệm thay phù hợp lẫn nhau. Lòng dù muôn vạn khổ đau, khi nghe nhạc ấy cũng thao mất liền. Vui vẻ khó tả nên lời nói, quyền diệu không biết gọi sao vừa. Ta chưa kịp mở lời thưa, Phật liền bảo đó là cớ sao này. Ngài biến chuyển đông tây nam bắc, cõi thế gian nổi giặc khắp nơi. Sấm vang tôi cả đất trời, bình minh trở lại như đời này đây. Tu đến được hội này thông thản, cảnh thế gian tan rã không còn. Chớ nên sai đắm ở con, đắm sai những vật không còn là ngu. Vì thế Phật khuyên tu ở trẻ, lấy trí mình xét lẽ mất còn. Thấy đây nào dễ đâu con, nhớ ghi tâm khảm để còn khuyên dân. Ta cúi đầu cảm ơn Đức Phật, xin dâng lời khuyên dứt thế gian. Phép lành xin Đức Phật ban, cho đâu đó được xuôi đàn giáo dân. Phật mỉm cười rồi lần biến mất, giây phút lâu còn nực mùi hương. Lòng ta cảm kích muôn dường, tình thương thêm nặng trên đường Phật gia. Ai ngờ một đóa hoa thế ấy, mà cõi chi cũng thấy rõ ràng. Vì lòng mận ai thế gian, Phật Ngài khéo lộ mỗi đàn quyền cơ. Dù không thấy nhưng nghe đây nói, cũng nên tin để cõi tâm trần. Ngàn muôn kiếp bị chuyển luân, lời màu khó được một lần nào nghe. Nghe được ắt tâm mê tình được, nếu tin theo sau trước một lòng. Đây không phải chuyện bông lòng, khi ai nghe đến chớ lòng bỏ qua. Những lời ta viết ra nơi đây, chính là điều mắt thấy tai nghe. Không vì háu vọng đêm khoe, mà vì muốn được tình mê khắp người. Như Phật đã nhiều lời giảng giáo, đời nếu không có đạo đời mê. Đời mê có đạo vô về, thì đời ấy sẽ hết mê có ngày.
không cương quyết không hay thành tựu, dù viết đời viết đạo thế ư, nên mà bỏ luôn cũng hư, hư mà khéo sửa sẽ như ý nguyện. Nơi hải ngoại phòng riêng một bông, bước hồi hương trong ngóng mỗi ngày. Phận còn phải ở nước ngoài mượn lời của Phật đau lấy quê nhà. Xin tất cả trẻ già nam nữ ơi, hãy nghiệm suy mọi sự đây phân. Thương nhau nên mê tố trần, rất mong đó cũng tinh thần như đây. Biết yêu nhau biết gây thiện cảm, biết quyết tâm dẹp đám mây mù, một lòng thể nguyện chân tu, tu cho đến đắc đạo màu mới thôi. Kẻ quê nhà xa xôi khó hiểu, ta xứ người lắm chịu đắng cay. Nhưng lòng sắt đá không phai, đủ phương chiều uống để gây đảo màu. Mới trong qua dễ đâu biết được, việc ta làm có trước có sau. Đỏ xanh chiếu rọi nhiều màu, nhưng đèn một ngọn lao lao sáng trong. Tâm hồn này ước mong khắp chúng, ít nhiều gì xin cũng biết cho. Xưa nay đây vẫn hẹn hò, một câu tái ngộ trên đò từ bi. Xin chớ buồn những khi xa cách, lúc nhớ nhau hãy đọc lời này. Dù ta có ở đông tây, tâm hồn cũng vẫn ưu hoài bắc nam. Chịu cay đắng cho khám nghĩa, dù đành xa nhau để thủ mấy trời. Đạo đồng và mẹ hiền ơi, hiểu cho đây chớ đem lời trách than. Cũng phải ráng cố gắng sắt thép, dù cho ai bức ép giường bao. Chữ tu trước cũng như sau, khư khư một dạ không nao núng lòng. Người nhà có lòng trong ta mây, ta cũng trong thế ấy đâu thua. Tinh thần đang phúc chạy đua gắng lên, chứ để ai thua ai nào. Ta nhiều lúc lòng đau như cắt, thường đêm thường nước mắt nhỏ xa. Nhớ người ở chốn quê nhà, nhớ luôn đến cạnh mẹ già cô đơn. Ngày nào ta trở chân quê nội, lòng nhớ nhung mới gọi được ư. Nếu còn ở chốn quê người, thì lòng thương nhớ đâu hồi nào quên.
Một khi việc được nên như nguyện, đền lại cho lúc biển ly nhau. Cỡ trời định vậy biết sao, hãy nên bấm bụng đợi nhau qua ngày. Dù ta ở nước ngoài đi nữa, lời gửi về mỗi bữa ráng xem. Rửa xong những chỗ ô lem, mối tình đạo đức càng thêm gũi gần. Đồng đạo ôi có từng biết đến, tấm lòng ta đã mến giường bao. Không riêng hai chữ đồng bào, mà là đối với nước nào cũng thương. Đi đâu cũng chủ trương Phật giáo, khuyên người lo theo đạo tu hiền. Chiến tranh là việc cuồng điên, giết nhau rốt chẳng lợi quyền gì đâu. Kiếp sông ngăn chớ thâu thêm ngăn, hãy giúp nhau cho đặng sống dài. Lấy tình chung của nhân loài, chớ đem riêng ý một vài phạm vi. Đến đâu cũng lời ý như một, vẫn khuyên tu không chút ý ngại ngần. Bóng chiều càng bước đến gần, sự khuyên tu lại thấy cần khuyên thêm. Mong rằng khắp Bắc Nam quê nội, hiệp sức nhau mở lối khuyên tu. Một người làm có hơi lâu, nhiều người hiệp lại sẽ mau công thành. Khó khăn mấy cũng đành chịu vậy, đừng thở than bãi hoài tâm linh. Vì người mà khổ thân mình, trên đời còn có sự vinh chi bằng. Nơi đất khách ta càng tinh tấn, ở quê nhà cũng ráng chi công. Kiếp này giải thoát không xong, thì muốn kiếp tới khó hồng siêu thăng. Mỗi lúc nhỏ không ngăn không đắp, chừng lớn ra mới dập sao nên. Đành rằng xuống dễ khó lên, muốn lên cần phải được bền sức leo. Đời muốn được đạo sao không được, nên hay không rốt cuộc tại mình. Muốn đều nhờ ở đức tin, thì chung như nhất với tình Phật gia. Quản chi việc đường xa gối mòi, không khổ thân ai gọi Như Lai. Khổ lao chịu đựng một ngày, sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm. Nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ, lo tu hành giải khổ trần ai. Ôm lòng sớm tối lạc chay, vì không muốn sự oan giấy buộc mình. Gán lừa chữ trượt thanh cản kỳ, mới không màng hướng vị trần ai.
Người tu đâu phải ngu ngây mà không biết việc lầu đài cao sang. Biết mọi việc thế gian không sót, nhưng cho rằng tạm vật không ham. Biết ngoài ra cõi tục phàm còn nhiều cõi khác đáng làm say mê, cho nên lòng không hề luyện ái, chỉ tìm quả thế giới bất di, tức là cõi đấng từ bi bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toán lấy phần, ở hai bên phải nhận một bên, hai bên năm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Muốn ăn trái phải leo phải chọc, mấy chớ ngồi trở dưới gốc không xong. Nhất thời chịu khó ra công, vĩnh kỳ mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài dũa, nghi ngọc lui mờ như đá khát chi. Hiện nay một xá một quỳ, mai sao được ngữ liên trì muôn thu. Vì thế mới vui tu kham khổ, nếu không trớn chịu khó làm gì. Nhưng tham của kẻ từ bi khác hơn tham của kẻ đi buôn đời. Suy xét kỹ chớ lời giả ngọc, nghe đây khuyên chi dốc lo tu. Trọng dương muôn dặm mịt mù, ngỗng tinh quê nổi đau màu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, bởi chưa nghe tin tức vui mừng. Ngày nào nước mắt hết rưng là ngày ba tánh vàng dân an hoàng. Chữ đạo đức dũng là nhân thiện, người thương người là chuyện ngay đường. Khắp trong nhân loại hiền lương, chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều này không ngớt, dù bao nhiêu kinh luật chẳng ngoài. Quê nhà đồng đạo gây trai, chữ nhân thiện chứ lợn phải tâm tình. Đọc giảng kể làm in theo đó, chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành. Đã là thầy có chim xanh, tất là kim mẫu hậu hành đau lai. Tin mạnh chớ ngờ sai ý niệm, sẽ có ngày thọ điểm chân quang. Khuất gương gì bởi phủ màn, khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương. Chớ âu sầu cũng đừng bãi hoài, nên gắn công trì giải xem sao. Phật Ngài đã bảo cách nào, ta đem nói cạn vào nơi đây.
Kể từ nay đến ngày rút rau, Phật sẽ còn báo nốt nhiều điều. Muốn cho ai cũng được siêu, lần lần ta sẽ ghi nêu gửi về. Tiếng nói trong liên quê còn nữa, đây ta xin tiếp kể nghe luôn. Trong khi ta ngẩn ngơ hồn, rằng hoa sao có lắm muôn phép màu. Mười phương Phật ở đâu cũng thấy, lòng muốn sao có vậy đáng kinh. Khéo thay các Phật đồng tình, vì thương sanh chúng lập nên hoa này. Ta đang nghĩ rồi đây phải liều, sao cho xong phận điệu làm tròn. Tai liền nghe tiếng sấm to, trong hoa sen hiện lên phó kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ẩn đỏ vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây. Chớ quên những lời Thầy đã dạy, một lòng son trì dài giữ chay. Xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc lãng phải thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân Thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca, cứ đi theo đó thì là vẹn thân. Nước nguồn với nước sông khác chỗ, nhưng tánh cùng một ngõ như nhau. Cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp khá ôi thuận hành. Kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhiệm, giờ phút này chưa tiện nói ra. Hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời. Xin ráng đợi chớ lời giả sắc, sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không. Nhiệm màu ôm chắc nơi lòng, gặp người chung thì sẽ hồng trao cho. Lời son ở nơi phó kinh nhiệm, y ta vừa xem vừa nghiệm từ lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu kham. Kinh từ lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua. Quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đô hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nọ phát ra. Rằng con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh. Giải rõ từ kẻ răng chân tóc, mi phó kinh rồi là một diệu phương. Ngày nào thuận nước
thuận đường, kể cho dân chúng mà được tường ở con. Cây Di Đăng con còn nhiều lúc chiều cho quá chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoài hư xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thay, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng. Riêng mình chịu khổ một thân, giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ. Sự khổ ấy đáng cho chịu khổ, khổ càng nhiều đức độ càng cao. Khổ nay nhưng lại vui sao, vui sao cùng khắp người nào cũng vui. Mình được vui cho người vui vời, sự vui này mới gọi thật vui. Thế nên dù chịu dập vui, vì dân cứ mãi vui cười ở con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lăn ngày bữa cho qua. Đau màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu may mặt, ý đói cũng quên đến khát cũng quên. Ban ngày chi những ban đêm, từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết, Phật mười phương các việc hiểu rành. Làm lành thì cứ làm lành, không cần ai biết mới thành ở con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng ma khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì? Điều này con xét kỹ đi, rồi thì sẽ được cụ quy lấy mình. Phật nói xong giảng thinh một tiếng, rồi giảng hình tự biến ra không. Đóa hoa cùng ngọn đèn hồng, đèn thì phơ phất qua không cửa mình. Trong có vẻ quyền linh vô tận, một hoa màu trong vạn đóa hoa. Hồ sen rộng lớn bao la, nước trong ríu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hẳn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cảnh này, đâu phải áo quyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mị đâu không. Ước người cùng thấy được bóng, như ta đã thấy thì lòng mới vui. Nhưng tin rằng những người nghe đây, nếu tin ta nghe lấy lời ta,
mỗi lời nói ở trong hoa lòng xoắn chặt giữ như là kêu sơn. Ai cũng được hành chân chánh đạo ý như lời Phật bảo xưa nay. Qua kia hiện đến có ngày thấy qua sẽ được nhiều bài hay hơn. Qua đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm Phật mười phương diễn kiến tận mày. Bệnh trầm được gặp thuốc hay hả không mừng rỡ đưa tay rước vào. Việc có thật chớ nào mơ mộng, ráng tu hành sẽ đặng chứng minh. Nên không gì cũng tại mình, việc chỉ khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vôi cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Từ nền trong khói ung chất ngất ngơ, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lỗi hung tàn đủ điều khác nhau. Nổi chìm như sóng ba đầu, chỉ trong giây khắc sống sao đủ hình. Tai liền nghe vang thanh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra không. Rồi hoa sen với đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng con ơi cảnh đó là gì. Từ trong không chẳng có chi, sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren. Sâu vi tốt đua chen sâu đầy, giữ cùng lành qua lại không ngưng. Rối loạn khó nổi biệt phân, khổ sầu chi sanh não nần chi quan. Ấy tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư, tất cùng chữ Phật cũng như khác gì. Mọi việc của người suy với nghĩ, như khói ung hồ mị vô căn. Chung quy như tiếng sấm vang, việc chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh, mười phương các Phật phép lành cho xem. Riêng con biết khả đem người biết, đạo bùa ra khắp hết trong trần. Nêu lên hai chữ quá dân, khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn bên vườn cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian. Đâu vui đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thau vàng khác nhau.
con liệu cách kêu gào ba tánh, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm. Có tham cảnh Phật nên tham, cõi phàm khuyên chứ nên ham làm gì. Vạn vật vốn hữu kỳ bất diện, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang vào chỉ là giọt nước trên tàu lá rung. Nên khuyên kẻ say cuồng sự vật, khá nhìn ngay cái xác đang mang. Xác kia như đốm lửa tàn khó, làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bầu cho lắm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn. Mỗi ngày tuổi sống mỏi mòn, tuổi mòn các việc cũng lòn đi theo. Có của cho nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng. Lo làm những việc phước doan, xác thân khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí, bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, nhưng nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ở trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu. Giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mắt vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mấy chớ này, cô làm để giúp nhân loài ở con. Tình yêu thầm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phụ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khăn dứt đi, không bận Phật thần đấy con. Lời vừa dứt tiếng bon một cây, như từ xa đưa lại đi veo. Khác nào đang bị đá treo, dứt đi lòng thấy như phao hồng người. Bạc dễ kim chứ lời khó chuộc, chết mấy thấy vẫn buộc vào lòng. Làm cho ba tánh hiểu thông, như lời đã nói trong bông mới vừa. Nơi đất khách sớm trưa chi tôi, lòng chi lo một môi ấy thôi. Đủ hình giả trá trong đời, cốt làm cho chúng hiểu lời Phật tôn. Quê nhà khắp hương thôn đồng đào, đừng quên đây đang thảo nhiều môn.
uống chiều trên lỗ càng không. Thân này kể đã như chôn hết rồi, sống mà chết ai người có thâu. Thấu được cho quy báo chỉ hơn, kìa xem mây gian đầu non đây cùng mọi việc tục trần thế ư. Ráng cùng đây cho như một rạp, mấy nửa chừng đường chứ đáp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiếng Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, ni sự muốn ưa phải nhìn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thì mấy cũng trì cho nên. Ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ nài ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trung dương, người trong quốc nội còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức, sớm muộn gì cũng được như nguyện. Gặp ngày trời hợp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đâu nằm khắp chung, tình ta luôn ấm múng trong dân. Tuy thân kẻ sợ người tần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kim châm. Không riêng thông cảm bằng tâm, mà còn liên hệ đến thân xác phàm. Sinh già trẻ ráng làm việc phải, giúp cho đây bớt cây ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu, càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút, mi bớt cho đây những khúc đau buồn. Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn, vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến, để nhổ sao rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn, niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu hiu quạnh, người quê nhà cũng chẳng buồn đau. Chấp mi tay nguyện dạy trời cao, duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần. Phúc chia cách vì cơn suy bì, ngày nhất quy là khí thành hưng. Từ đây đến lúc trở chân, cũng nên gắn đợi xin đừng lãng tâm. Chữ đạo lý là mầm cứu khổ, câu quyền cơ là chỗ giải oan. Dù cho muôn vạn hùm lan, cũng đi cho đến tột đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trái chín rồi đây đó thơm tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lãng héo khô một ngày.
núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn, rừng dù to cứ đốn sẽ thưa. Tôi bao lòng cố gắng chừa, có ngày hết được chứ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, xưa nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cùng một khác đâu, trái bầu cùng với hộp bầu không xa. Ôm chi đạo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lọc lừa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Chân tâm tở trời thu sáng tỏ, giống niềm như mây bủa mịt mờ. Mây kia càng tan càng thưa, trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy kha để lòng xét kỹ, ngó mắt vào tường lũy bình quang. Từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tánh diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắng tu thôi. Đây nào bỉa chuyện người ơi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, mi gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nàng, cần lo tu gấp chứ màng sự chi. Quy Phật nhớ làm y theo Phật, quy tăng cần giỏi bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn, vì lòng quy pháp giáo càng gắn ghi. Trong pháp giáo luật nghi là cội, kẻ tôi hành sớm tôi ráng gìn. Luật nghi càng giữ sạch tinh, đạo màu càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tình quê nội, được có người mở khối linh quang. Lòng đây xin chớ phụ phàng, ráng khai phá hết bức nghi màng vô minh. Mọi sự dùng tại mình tất cả, làm việc chỉ phải khá xét suy. Quay rồi khi biết bỏ đi, phải chưa làm được cố trì cho nên. Những tật xấu ráng quên cho được, các việc lành không chút bỏ qua. Lòng luôn mật niệm Di Đà, nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người già chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bái ơn trên, cứu dân khỏi cảnh đảo điên khốn nàng. Ở trong một nén nhang rẻ giá,
đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy quý dường bao Phật tiên đâu cũng bông đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức của bất lương dây một trả mười. Nhỏ to càng xét dân ơi, liệu cho hồn khỏi bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tay muôn triệu, nhã vài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lừa kỳ bơ chữ duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lãnh nhiều câu bi yêu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dạy đâu ngay, nơi lòng được biết nên bài ra đây. Muôn ai cũng cùng xây đạo pháp, mi lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn hưng. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê, không màng đến kẻ thân che không lành. Đạo bắt ai quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần, miễn là giúp kẻ được thân nô lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không vậy sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy biết còn là chi. Khuyên nam nữ khá suy tốt lè, chớ cho tu là kẻ giải khờ. Nếu không biết mỗi quyền cơ, đâu cam non lãnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá cuồng điên đạo ly, nói không ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn, nói ra vì muốn hưởng thôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối càng sâu. Gần Ngài biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quài đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cắt chân rừng thăm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà, đổi thay nhiều cuộc đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát ư. Ta xin tiếp lời chữ Phật bảo, trong hoa sen quý báo ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiền minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang.
trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì? Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trốt đi qua. Ngọn đèn liền tỏa sáng ra như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đâu đánh ình ình vang dội, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong ngân liền thấy hạt bay, ngầm phong thơ đỏ nhà ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thi ngắn, lời giản đơn căn dặn như vậy. Ba hồi trong mở khai, mọi người thấy vang tay tiếng trống kia khi dứt. Không hỏi cũng biết ngay, bốn câu này xin ai khéo nghiệm. Mẫu làm sao và nhiễm làm sao, càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, khó tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chung như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, tự tan lần đến việc quá không. Cũng đèn rồi lại cũng bóng, nghiêm trang khó tả sao cùng nghiêm trang. Ở đồng đạo kiên gan bền chỉ, làm sao cho hiển thị quá đèn. Sẽ là không ngớt lời khen, thần tiên của việc thần tiên khó lường. Thần tiên cũng từ đường sanh chúng, mà đau lại đến chúng siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên, khả tình chớ có để riêng lòng ngờ. Tâm đang rồi đang mờ không thấy, thần tiên nằm trong ấy ráng môi. Lòng tâm để trí mà coi, thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không hoa ráng bình, khi thấy ra nhờ tin dẻo dai. Lòng nguyện lanh nở trần ai, việc chỉ dù lắm rũ này không ham. Khó thế mỹ cũng cam chịu khó, miệng làm sao mở tỏ chân linh. Thói hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chồng, không gấp tu thì hỏng khóa đi. Mãi trời như chớp rất nguy, đừng rằng việc chẳng gấp chi là lầm.
Trời trong đó rồi gầm chuyện đó là việc thường hay có phải không? Thì là cơ cuộc đại đầm ngày kia cũng thế chớ hồng say hoa. Mắt đây thấy Phật Đà Hoa hiền, việc thế gian nhiều chuyện quấy kỳ. Chừng ngày tai nạn phủ vi, gió lai một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng coi thân tháng sơ lọt, khi trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới dừng người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện quá vàng hiền ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lần biến qua đầm rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thảm, từ trong qua như vàng muôn người. Kẻ thì như đắm giữa vời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa núi lừa, có người như té hố thầm sâu. Có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lăn. Có người bị giặc búa văng, tai nghe đầy tiếng rên than nào này. Nghe không cũng hồn mê phách lạc, nếu thấy càng thần thất tâm kinh. Chính đây cùng bắt rung mình, thảm thế ấy vốn bao tin sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở châu nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bi từ, ra tay cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mong thêm hơn. Làm lành hỡi khách tam trần, tuồng đời càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không điên một giới một châu bớ người. Nên Phật mới cạn lời giải dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tinh thức tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuya. Hiền lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai độ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng gì người nào được ư. Vì lẽ ấy
cần quy chánh lộ, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chân phủ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm vi diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lời, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn cội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi dầm cả mọi nơi. Tình cho được khách trần đời, hết người mê muội mới thôi vận hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, giống từ bi vẫn râm khắp cùng. Lóc lăng chiều uống tứ tung, lòng trong sao trước vẫn trong một màu. Phật có dạy một câu bí nhiệm, rằng con ơi trong biển có vàng, muốn tìm phải lập phải sàng được vàng, phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xả lăng thân vào. Thất vàng dấu lửa nào không sợ, có lóc lăng mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lầm. Trước sau cũng vẫn không bóng dáng, không để cho vương mang sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi, muôn đời để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiền, bên trong luôn một chuyện đau màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đau màu chung lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy xứ người lao lách thích ứng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dẫn chúng đến hưởng phần siêu sanh. Chớ thấy vật bên mình biến hóa, mà vội vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Muôn năm cũng không tiêu mòn được, thất vàng mười sao trước chói chang. Quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đấy một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đạo đức,
sẽ cùng đây quy nhất ý nguyện. Dù sao chớ để lời duyên, một ngày nồng mặn đạo nên một ngày. Tâm không bận trần ai nhất vật, duyên lành gây khắp đất không chừa. Lòng này ai hiểu được chưa, nếu chưa hiểu ráng hiểu cho đến cùng. Từ xưa đến ngày trong hiện kiếp, vì nặng duyên với khắp nhân sinh, lao thân cõi tục muôn nghìn, để làm cho giống hữu tình mọc lên. Nay cũng thể đâu quên lẽ ấy, đi đỏ đây tìm cái duyên xưa. Nhờ trời ban bố mốc mưa, cho đâu đó được lòng vừa như nhau. Dắt được một người vào cửa Phật, mừng còn hơn bao vật muôn xe. Lời lành thấy kẻ không nghe, đấng đau như thể búa đe đập vào. Đêm không ngủ vì câu suy lường, ngày quên ăn bởi tưởng xa gần. Nặng tình vẫn phải mòn thân đâu quản miệng vẫn đâm tình. Mũi sâu nhiệm nơi kinh khổ vạch, ở nơi lòng là mạch ráng tìm. Thấy lòng tất biết cổ kim, thấy tình dân quốc thấy miền kẻ xa. Ngày nào được thấy ra điều ấy, tất cùng đây như cháy với hiên. Ráng trao cho thâm lấy duyên quan âm, thế chỉ ngồi bên Di Đà. Ngày hỷ lạc chính là ngày đắc phúc trùng lại ấy, phúc vinh quang quê nhà lớn nhỏ khá toan. Để cùng nâng chén huy hoàng gần xa, sự khổ sở tuy là lắm chiều. Lòng không nao xứng điệu làm trò, tổ thầy tất đã hiểu cho. Chớ ngờ áo gấm mặt mò trong đêm, có một chuyện khiến thêm tin chắc. Vào một đêm nước mắt đang tuôn, lòng sao chi xiết ưu buồn, trách hiền khôn đốn còn hung an nhàn. Liền bên tai nghe vang tiếng nói rằng, con ơi chớ vội trách phiền. Phật trời đâu có vị riêng, hiền mà khôn đúng vì hiền mới đây. Hung được sướng vì gây phước trước, nghi phước hết rồi não nột ba ban. Chớ rằng hung được an nhàn, còn hiền khôn đốn trách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự dữ lành lớn nhỏ thấy qua.
không riêng việc đã làm ra trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Xưa nay phép chỉ công chẳng lệch, chớ nghi ngờ làm chích lòng trên. Thương người tâm mây đáng nên, những điều nhân quả đừng quên xét vào. Hiền khôn đúng chẳng nao núng vàng, không những là sống quả trước kia, phước nay còn được nhiều bề, càng cam chịu được Phật quê càng gần. Nghe nói thế ta lần nguôi giảng, nói trong lòng rằng cả việc chi phụ cho các đấng từ bi, xét xem cho chúng mây si được nhờ. Tay lại tiếp nghe qua thêm nữa, rằng con ơi chớ có nghi ngờ. Mẹ thương mến đứa con thơ, thế nào thì Phật cũng là thế ni. Thương chung đến quên đi cõi thọ, xuống hầm trần chịu khổ giường bao. Thương đời đời chẳng xót đau, thường đem cay đắng chế vào Phật tiên. Ai nợ trách kẻ điên nem đã, nghi thấy con mê lầm giá càng thương. Con ơi con trẻ não tường, thầy con chính ở bên giường con đây. Ta nghe đến đoạn này rơi lụy, khôi nhớ thương như lụy như thành. Chỉ nghe tiếng nói đâu đành, phải cho thấy mặt thì tình mới ưng. Đoạn này ta xin ngưng để đo, chờ kỳ sau sẽ có dịp bài tiếp qua tiếng nói bên tai. Từ đêm cho chi những ngày thường nghe, cùng một hôm vào khuya vắng vẻ, tai liền nghe nhỏ nhẹ lời thơ. Thánh phi thường thanh, sĩ dị phàm sĩ, lưu nhi bất di ngoại kỳ hữu ly. Vì ý năng tương đại nguyện hà tỷ, Phật vô nhất ngùng giáo hà lập vị. Diễn kiến năng tri âu nhi vô trì, tâm dĩ độ tâm lão hà nhất ly. Hòa thống phương phương hảo chân thử bị, nhất nhược trì quý trụ kỳ bát vị. Kể rồi văn tắc văn dò, khá đem mọi chữ kết cho thành dần. Tớ nhỏ sợi khéo đang dệt lại, nên gấm bông việc ấy đâu qua. Con ơi kể một lời ra, có nhiều cớ mật ráng mà xét suy. Một để một việc chia cũng dễ, một ra mười sự hệ lắm con.
khéo dùng phương tiện cho tròn. Nay không nên được hết còn hồi nào. Nói tới đây lời trao đã văng, nằm gác tay lên trán nghĩ suy. Ý nguyện nếu chẳng như ý, ta còn lưu lại làm chỉ cõi trần. Nghĩ đến đây tâm thần mỏi mệt, mắt nhắm đi đến lúc mơ màng. Duyên xưa đâu khéo đêm đàn, người anh cách đi khoảng muôn năm lai hồi. Rằng em ơi chớ lời than chán, ý nguyện nên hay chẳng mặc tình. Trước sau một chỉ hy sinh, sống hay chết cái thân mình kể chi. Ở trần mãi đến khi toại nguyện, chừng nào không còn chuyện khổ đau. Niết bàn kia mới nên giàu, còn người sầu khổ còn lao trong trần. Em ơi đạo xa gần cố bùa, hết lao đao đến thuở thanh nhàn. Đang ngồi nơi chốn lâm san, nghe em than chán vội vàng xuống đây. Anh thương em từ ngày xưa cũ, đến những nay chịu đủ âu sầu. Lóc lăng còn thiếu chi đâu, dấu chân dầm khắp địa cầu hỡi em. Việc đã cần anh xem thấy rõ, không muốn em chán bỏ nửa đường. Từ bi tâm mấy khôn lường, mừng cho em được nối đường Như Lai. Em đã chẳng mến sai xác tục, mi đang kính thai tâm lực đủ đầy. Nhưng cần phải mượn xác này để làm xe chở nhân loài qua chuông. Kể từ đây lời buồn tiếng thầm, nên vì anh để ngầm trong lòng. Việc em anh đã cảm thông, mỗi lời than mỗi khiến lòng anh đau. Vừa rồi được lời trao nhỏ nhẹ, em biết cho là kẻ nào chăng. Ông già tóc bạc da nhăn, bấy lâu thường ở bên màn của em. Nghe lời ấy ta thêm ứa lệ, màu nhiệm thay cho kẻ vô hình. Từ lâu khắn chặt tâm tình, không riêng cho tiếng cho hình thấy luôn. Một ý nghĩ sai đường Phật Pháp, mi cùng ứng lời dạy gấp không quên. Không nhờ ơn đức bề trên, ta đâu dễ được hiểu nên thế này. Không riêng ta dù ai cũng thế, nếu nhất tâm dình lẽ tu hiền, thế là sẽ được Phật tiên dạy cho các lẽ bí quyền chẳng không.
xin chịu khó trì công khuya sớm. Nếu không nên ta chẳng phải người, nào ta có dám nói chơi, nói ra là vừa theo lời Phật tiên. Ngay như việc Hoa Liên ứng ngữ, cũng nói ra để gửi cho nhau. Rõ điều màu nhiệm siêu cao, hầu tu thêm nữa cho máu công thành. Quá còn nói muôn nghìn lẻ nhiệm, xin kể thêm ưu điểm ra nghe. Vừa rồi những tiếng gom ghê của muôn kẻ khổ dầm về khóc than. Tiếng ấy dứt qua vàng liền đông, quanh mình ta như sóng vỗ vào. Tự nhiên cảm thấy nhức đau, thình lình hồn phách biến vào nơi đâu. Trong lúc ấy mau lâu chẳng nhớ, khi tỉnh ra thân thể như dần. Còn thân như đã mất thân, chính ta chưa biết phép thần làm sao. Một bài kể từ đâu đưa lại, lời thanh tao giảng giải như vậy. Không khí khi đổi thay, nhân vật tợ như say, thất thần trong tức khắc. Tỉnh lại có mấy ai? Sau khi nghe đến kể này, trong lòng ta cảm thấy đầy sợ lo. Ngày chung cuộc nếu mà thật thế, đến như loài trùng dế cũng tiêu. Trong không như lượng sóng triều, mũi như xám đất làm sao sống đời. Không nhờ Phật giảng hồi tánh mạng, lớn như voi cũng chẳng còn chi. Có vậy mới gọi biến di, Phật tiên vì đó ra đi kêu gào. Ràng bớ ai dù sao cũng ráng, qua hội này sống đặng muôn niên. Nếu như thành được Phật tiên, lại càng thọ hưởng vô biên lạc nhàn. Như rồi đóa hoa vàng đã hiền, nhiều cánh màu nhiều chuyện xinh tươi. Vui hơn vui của loài người, ước mong khắp chung sống nơi cảnh này. Tu chinh chắn đến ngày đó được, có Phật ngài đưa rước tới nơi. Việc này đâu phải xa vời, xin nên tin chắc ở người quê hương. Đèn trên quá còn đương thẳng ngọn, gió từ đâu rón rón thổi vào. Ngọn đèn liền phất phơ mau, biến ra một cảnh trong vào thêm xinh. Một đức Phật ngồi trên sen bảo, nhích miệng cười rồi bảo con.
Chúa, vì bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Nghiệp chưa sạch đành câu khổ bao, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Gió ngưng thì sống cùng em, điều này con khá nhớ đêm vào lòng. Cánh này tên là không diệu hầu, lòng muốn chỉ có đủ ở con. Ngã nhân tâm nọ chẳng còn, thì là sẽ được sanh lên cảnh này. Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, biết bao nhiêu trái chín thơm tho. Ăn vào cả tháng được no, không cần đại tiểu vẫn là tự tiêu. Y phục luôn tùy theo ý muốn, rồi tự nhiên hiện cũng ở nơi thân. Gọi là như ý diệu thần, cõi không diệu hữu toàn dân như nguyện. Ngài chọn lập tại miền hạ giới, kẻ hữu duyên sẽ tới cõi này. Là ngài không cánh mà bay, không trồng tìa vẫn đủ đầy ấm no. Con ơi ráng truyền cho dân biết, tận diệt mà không diệt ở con. Mất nhưng mà vẫn thương con, ấy ngài lập hội đầu non tại trần. Không riêng Phật hóa thân khắp chỗ, các thần tiên cũng đổ xuống phàm. Mạnh ai thì việc nấy làm, tùy duyên cứu các linh căn đem về. Nói xong Phật tay xòe năm ngón, chiếu sáng như năm ngọn đèn pha. Ngũ phương liền thấy hiện ra, vô biên thế giới thật là đẹp xinh. Mỗi thế giới dạng hình mỗi khác, có vị thì nhiều mắt nhiều tay. Cõi thì to lớn hình hài, cõi thì nhỏ thó như người thế gian. Có cõi đất bằng vàng chói rực, có cõi thì châu ngọc lót đầy. Cõi thì toàn thấy những cây, không nhà không cửa đêm ngày sáng trưng. Mỗi bước có qua nâng đỡ gót, tai luôn nghe lời Phật dạy khuyên. Muốn chi tức được có liền, dù rằng việc ấy ở miền khác xa. Chim biết nói gió hòa nên nhạc, nước tùy lòng ấm mát đổi thay. Cõi trần khó sanh vào đây, càng xem càng thấy mê say thêm nhiều. Phật liền cất tiếng kêu ở trẻ, ở thế gian ít kẻ thấy đây. Tưởng rằng chỉ có trần ai, chứ không còn có cõi ngoài khác đâu. Thế nên cứ bấu câu tục lụy,
cạnh tranh nhau nhục sĩ chẳng màng, rốt như bọt nước hồ giang, chỉ trong chốc lát rã tan chẳng còn. Cảnh chân thật mắt con đã thấy, khi trở về nhắc lại cho người. Duyên con đã nặng với đời, lời con sẽ được lắm người nghe theo. Thảng có kẻ trả treo chống chọi, bởi kém duyên nên gọi cạn lời. Con ơi gặp lúc hạn trời, giống lên có một khô thời mười mươi. Được nghe ít bị cười nhiều lắm, không càng trường khó rắm giống duyên. Cuối cùng với buổi đầu tiên, lòng người thương ghét đổi liền không ngưng. Con ơi mỗi bước chân đặt xuống, bằng ít ỏi dốc luôn dậy đầy. Muốn nói gương phẩm Như Lai, chớ nào nung tiên nhiệt xài thế gian. Người không hiểu thì càng thương xót, cố dạy cho đến lúc hiểu rành. Kẻ sai giận nó sao đành, không mê ai cũng hiền lành như nhau. Con là một trong bao Phật tử, gương từ bi khá giữ cho mình. Gặp điều thử thách đến mình, phải luôn nêu rõ chân tình cao siêu. Núi cao mấy rừng nhiều thế mấy ơi, cũng chẳng làm trở ngại khoảng không. Khoảng không ấy ví cho lòng, núi rừng ấy ví trận hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê dần tình, cùng Phật đâu khắc tin ở con. Quyền thân tuy mất mà còn, rách y phục chứ đâu mòn thịt xương. Gạn xét kỹ rồi trương cung đầu, băng cho tan giặc bạo trong đời. Ngàn vàng dễ kiếm con ơi, một câu chánh giáo muôn đời khó nghe. Hãy quý trọng hơn là châu bao, ngày đêm luôn trì bảo chớ quên. Riêng mình đạo quả được nên, ráng dịu ba tánh cùng lên sen đài. Phật ngài nói đến đây liền ninh, thoát nhiên trên tụ đỉnh chiếu ra. Tự nhiên không thấy Phật Đà, chỉ còn thấy có đóa hoa với đèn. Trong lòng ta ngợi khen đau đề, các Phật đều tướng thể giống nhau. Đẹp hơn hết thải vật nào, mặt mày vui vẻ lời trao dịu dàng. Vừa rồi giải mọi đàn hơn thiệt, chân lý thái siêu việt lắm thay. Mỗi câu mỗi chữ đều hay, càng nghe càng khiến mê say khó lần.
muôn kiếp khổ quên ơn đại độ đạo, quyết thành để có đáp ơn ở người trong cõi thế nhân. Nghe đây rồi thấy tâm thần nghĩ sao, hả không sớm bước vào cửa Phật để quy y giải cuộc trần ai. Muốn tu tu chứ hẹn ngày, kiếp đời không thể kéo dài được đâu. Trễ một dịp khó âu gặp cuộc, trời tối mà gặp đuốc là may. Mong trần còn có bao giây, có đeo cũng chẳng đeo hoài được đâu. Ta lặng lội vì câu dục thúc, chịu nắng mưa bởi cuộc tự sinh. Nói ra với cả chân tình, muốn ai cũng được kinh tinh đạo màu. Ta xin viết những câu sau đây, khi nhớ nhau đọc lấy đỡ buồn. Đã ngót năm năm trường, ta xa cách quê hương. Những đôi với già trẻ vẫn giữ một lòng thương, thương đến rơi nước mắt, thương đến nhói càng trường. Xác thân tuy lưỡng lộ, tâm hồn vẫn nhất phương. Quên ăn vì quá nhớ, mất ngủ bởi nhiều thương. Thân trên giường ngoại quốc, mong về đến quê hương. Xưa nay vì tâm bình, hiện còn da bọc xương. Hỡi người trong quê nội, lòng ta có được tường. Cách nhau xin chớ cách, ráng đợi cuộc phùng tương. Dẫu gặp muôn thử thách, xin chặt giữ một đường. Dù ai có chê ghét, ở đây đó vẫn yêu thương. Chớ để danh cam dỗ, đừng cho lời gạt lường. Khó khăn dù cách mấy, tu cứ vẫn tu luôn. Ví dụ ngày mai mốt được xuôi gió thuận đường, gót chân người mong đợi sẽ trở lại quê hương. Từ đây cho đến đó nhớ nuôi chi quyết cương, khổ sầu sẽ đàn tra cho nhau chén quỳnh tương. Mỗi ngày được nhớ đọc luôn, mối tình đây đó càng vướng thêm nhiều. Hai ngã được cùng theo một ý, việc lớn lao thế mấy cũng nên. Đạo màu càng chói chang lên, không riêng một chỗ mà trên khắp cùng. Trong cửa Phật có trung lẫn hiếu, cũng có luôn cả điều nghĩa nhân. Muốn cho đáp vẹn trọng ân, người trong cửa Phật giữ thân cho tròn. Thân ấy vẹn phận con phận tớ, vẹn cả tình quốc thổ quốc dân.
Nếu là thật đạo chánh chân hào quang thì có yếm trần thì không. Mượn cảnh tình cho lòng bình tĩnh chưa phải là chân chính pháp môn. Được luôn tự chủ tâm hồn dù trong hỗn loạn nhưng lòng vẫn yên. Có thể mới dùng quyền đổ thật trong bùng lầy mà chất vẫn thanh. Quê nhà xin ráng nghiệm rành nguồn chân nắm được tu hành mới nên. Nơi đất khách nào quên cố quần ở trần gian vẫn tướng Phật đài. Dù chưa xa cách bao dây lòng mong trở gốc không ngày nào quên. Tuy dây trắng mực đen thô đàm nhưng lòng son đã chạm vào đây. Xem đây tất biết lòng này muôn xưa cho đến ngày nay một niềm. Niềm ân ái từ kim chỉ cổ đã gieo sâu trong chỗ tu hành. Giữa ta cùng khắp nhân sanh chết thân muôn lượt nhưng tình sống luôn. Người dẫu phụ ta không thể phụ ở nơi đâu cũng nhớ thương luôn. Riêng thân khổ chẳng hề buồn thấy người bị khổ mắt tuôn lệ dài. Ước sao khắp ai ai cũng thế cùng với đây tương kế tâm linh loạn cho thấy mây cũng bình ai nghe cũng mến ai nhìn cũng ưa. Mắt sầu này nếu chưa lấp được quyết lộ trong dân nước còn rơi. Khóc không vì phận xa vời mà là khóc cái cuộc đời loạn ly. Khóc vì cửa từ bi vắng vàng, khóc người tu không ráng lo tu. Không riêng lúc thức khóc đầu đến trong giấc ngủ cũng châu rơi dầm. Trước mặt Phật vẫn đem bày tỏ, trong lòng son luôn cố nhớ lo. Lời nào của Phật dạy cho, tiện bề nói hết ra cho người đời. Chừng nào được khắp nơi hối ngộ, thì những lời khuyên dỗ mới ngưng. Còn người chân bước chân dừng, ta còn đem hết tinh thần réo kêu. Xin vui vẻ nghe theo lời chánh, để làm sống hoàn cảnh người tu. Mới không luôn uổng công phu, người đâu khinh bỉ mình đâu hổ lòng. Ta xin kể chuyện bóng thêm nữa, để cùng nghe hầu sửa lấy tâm. Hoa đèn còn đứng như gấm, ta còn đang đứng ngó chằm vào hoa. Trong lòng ước Phật đà giải kỳ, đâu chân và đâu nguy đành rành. Ngõ hậu nhắc lại nhân sanh, dựa theo nơi đó để hành cho y. Vừa nghĩ thế tức thì quá đồng, cả
căn thứ nhì gần rung của hoa. Bắn lên một ánh sáng loà, chót trên ánh sáng Phật Đà ngồi nghiêm. Tướng đẹp chúng cổ kim kho sành, gương lành trong ba tăng đâu so. Mùi hương bay rất thơm tho, gió đưa thay mát hơn là gió thu. Phật liền nói lên câu di diệu rằng: con ơi nên hiểu như vậy. Thật ấy là chân, giả ấy là nguy. Chân không dối lừa nguy hay gian trá, chân không ngã nhân nguy thì nhân ngã. Không chấp là thật, còn chấp là giả. Tâm chân chân hết, tâm nguy nguy cả. Nguy vốn tại mình, chân không do kẻ. Không sáu trần thật, có sáu trần giả. Chân có không không, nguy không có có. Nói làm một thật, làm nói hai giả. Chân ngoài như trong, nguy trong khác cả. Thương khắp là thật, yêu riêng là giả. Chân thì không ngừng, nguy không phóng xa. Sao trước một thật, đuôi đầu hai giả. Không dương chân hết, có đeo nguy cả. Không sắc là thật, còn tướng là giả. Chân thì chân thành, nguy thì nguy quả. Con cứ lấy đây nguy chân đi hỏi giả. Phật Ngài vừa nói tới đây, hào quang liền mất mặt mày hết trong. Ta đứng mãi như trồng chẳng đầm, bởi kể màu đang ấn trong tâm. Càng suy càng để ý tâm, càng hay càng thấy cao thâm vô cùng. Vì sai kể mắt ngưng không nhảy, ngó Phật khi hết thấy mới thôi. Hào quang cao vội ngất trời, khéo thái Đức Phật lại ngồi lên trên. Việc chân ngụy hư nên giải kỳ, mỗi lời gồm đủ lý càng sâu. Hiểu ra cho tận đuôi đầu mới hay, lời Phật nhiệm màu vô biên. Xin chớ lấy ý riêng xét nghiệm, đem tấm lòng cao viễn suy ra. Việc chân hay nguy cũng là từ, trong tim não sanh ra mọi điều. Lấy khuôn mực ở nhiều kinh điển, để làm nơi văn kiên ít lầm. Hành sai vì bởi mê tâm, tâm mê hết được việc làm không sai. Nhớ cho kỹ bớ ai người thế, hãy tỉnh ra chớ để mê luôn. Khổ đời còn diễn lắm tuồng, chậm qua một khúc rối cuồng nhiều ngoe. Theo lời Phật ta nghe từ trước, cho đến nay lần lượt kể ra. Không riêng lời của Phật Đà, mà nhiều vị khác cũng là nói luôn. Còn một vị chờ cơn thuận tiền, ta sẽ đem phổ biến ra nghe. Nói ra ai cũng không dè, phong thần ấy chuyện đã nghe lâu rồi.
ta nói hết không lời nào tiếc, nói cho người được biết để tu. Tu cho khỏi kiếp lao tù, tu coi đại hội trên bầu thế gian. Con đắc đạo cứu an cha mẹ, cha mẹ thành nhiều trẻ qua truông. Chồng nên vợ được nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Nên hợp sức bắt sâu nhổ cỏ, một hột gieo được trổ nhiều bông. Khuyên nên đồng vợ đồng chồng, cha con nhất trí giống dòng nhất tâm. Dịp mai cả muôn năm mới gặp, chớ bỏ qua hãy gấp ôm vào. Để xem kẻ cởi qua lao, đi qua biển cả thế nào mới vui. Trời đất lúc tối thui tất cả, ngón đèn thần sẽ chóa khắp nơi. Hiền lành sẽ được đèn soi, giữ hung đành chịu như người quán manh. Lúc khác chẳng ai dành cho nước, khi đói không kẻ giúp cho cơm. Khổ thân còn khổ linh hồn, khổ trong muôn kiếp đêm dồn một khi. Ngày ấy sẽ lần đi tới chỗ, lá khô thì sẽ đổ chẳng không. Liệu mình cho được sạch trong, ngày khai đại hội ấn rồng được phê. Tỉnh thức sớm chớ mê ngủ nữa, hỏi này không còn thở nào hơn. Chừng tai nghe được tiếng đàn, mây sầu tan cả mưa buồn tạnh sông. Những lời nói trong bóng sen đầy, không dễ nghe chớ lấy làm thường. Toàn lời của Phật mười phương, nói ra vì bởi lòng thương thế trần. Liền sau khi Phật thân ẩn vàng, trong hoa liền trỗi bản thân tao. Một bài thơ diệu làm sao, thơ rằng ở trẻ tay trào hạ quân. Mặc cho cuộc mưa đơn gió kép, vẫn một lòng sắt thép trơ trơ. Ráng đưa người đến bến bờ, sống dù muôn lượng chớ ngơ mái chèo. Xưa Phật đã qua đèo lội xuôi, chẳng quản chi gối mỏi chân đau. Lòng tu trước cũng như sau, mến tu hơn mến sắc màu thế gian. Gặp thử thách trơ gan chịu đựng, suốt khoảng tu không sướng một ngày. Nhưng lòng vẫn được dẻo dai, chỉ tu càng thấy mỗi ngày thêm tăng. Nếu không chịu khó khăn như thế, quả Như Lai đâu dễ đắc thành. Lợi danh chẳng mến lợi danh, ai tình mà chẳng ai tình buộc vương. Thật là một tấm gương vĩ đại, đang chúng sanh sùng bái muôn đời.
Con ơi gương ấy khá nói, khỏi cần phải nói thêm lời chi hơn. Vừa đến đây nhạc ngưng lời dứt qua, và đèn cũng mất theo luôn. Lòng ta vui trộn lẫn buồn, vui ra nước mắt buồn tuôn lễ dài. Cảm ơn Đức Như Lai vô lượng, khéo tùy cơ biến hiện đủ môn. Xin Thầy dù xác muôn chung, vẫn không quên được trọng ân Phật Ngài. Không thành đạo lầm đây há toài, chẳng tỉnh đời sao phải người tu. Đuốc soi gấp mấy trăng thu, lời khuyên hơn lá rừng sâu mới vừa. Xin đồng đạo chớ ngơ ngẩn già, ráng đọc lời biển tả nơi đây. Lòng thương nhau chớ nên khuây, đường tu cứ bước đừng ngày nào thôi. Nơi hải ngoại xa xôi cách trở, mượn bút nghiêng này có thăm nhau. Chúc cho trí huệ được mau thanh bình, sớm hưởng đạo màu sớm nên. Tên người thánh sĩ chớ quên. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.